Từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở chính thức tăng thêm 30%, từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, chính phủ cũng điều chỉnh về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 15%. Điều này làm cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vui vẻ, phấn khởi. Niềm vui tăng lương, nhưng song hành với đó là nỗi lo về tăng giá các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Việc tăng 30% mức lương cơ sở cho công chức, viên chức là một niềm vui với nhiều người. Tuy nhiên, niềm vui đó sẽ trọn vẹn nếu không có nỗi lo thường trực là giá cả rất có thể sẽ tăng theo, thậm chí trước tăng lương. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu giá cả thị trường tăng quá cao, công chức, viên chức và nhiều người nghỉ hưu, đối tượng chính sách xã hội, người có công, nhất là lao động nghèo lại gặp khó vì lương tăng không theo kịp giá thị trường. Tăng các giá cả thị trường thì đều tăng lên thì không đủ tiền lương, so với tiền lương cũ thì không đủ để trả các cái thứ mua hàng ngày. Thế cho nên là nhà nước cứ tăng được 1 đồng thì y xì ở ngoài chợ với tiền điện đến đất là tăng đến 2 đồng. Tăng 1 thì nhà nước tăng 1 thì thị trường lại tăng 2, thế thì lấy tiền đâu cho mà đóng. Cái này là cái điều mà chúng ta rất lo lắng nhé. Cái này là cái điều mà rất nhiều người lo lắng. Bởi vì cái đợt tăng lương này là một đợt tăng lương lớn, cũng là lớn nhé. Tức là tăng cho 3 đối tượng lớn. Một là công chức viên chức được tăng 30% là cái mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Hai là người nghỉ hưu tăng 15%. Và ba là lương tối thiểu vùng cho người lao động tăng 6%. Ba cái đối tượng này tăng đồng loạt từ 1/7. Đấy, thế thì do đó thì rất nhiều người lo ngại rằng nó sẽ tăng theo, sẽ dẫn đến hiện tượng tăng giá. Thực tế nhiều năm nay, phản ứng thông thường của thị trường là lương tăng thì giá cũng tăng theo. Thậm chí giá cả thị trường còn tăng trước khi chính sách tăng lương có hiệu lực. Tình trạng giá tăng theo lương thường tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Vấn đề điều chỉnh lương thường như bao giờ nó cũng tác động đến lạm phát. Không những tại ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Khi người ta điều chỉnh lương thì tất cả các nhà sản xuất kinh doanh cũng đều nhìn thấy rằng người dân có sức tiêu thụ nhiều hơn và họ cũng tăng giá lên. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu loại trừ yếu tố tâm lý đầu cơ, tăng lương không phải là nguyên nhân chính trực tiếp làm gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, tăng lương cơ sở lần này ở mức cao cho nên cũng không loại trừ nhiều đối tượng sẽ lợi dụng chính sách này để đẩy giá hàng hóa dịch vụ tăng cao. Do đó, cơ quan chức năng cần đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn. Biện pháp đầu tiên là chúng ta phải kiểm soát thị trường. Đấy, kiểm soát thị trường bằng cách là niêm yết giá, kiểm soát giá, bán đúng giá niêm yết. Đấy, là phải cái công tác này là trong thời gian sau 1/7 này là phải được đẩy mạnh. Đấy là đầu tiên. Cái thứ hai là các bộ ngành địa phương trong cái lĩnh vực mà quản lý của mình, nhớ trong lĩnh vực mà mình những cái mặt hàng mà mình chịu trách nhiệm kể cả hàng hóa kể cả dịch vụ. Ví dụ Bộ Nông nghiệp là những mặt hàng về lương thực thực phẩm. Ví dụ thế, Bộ Công Thương là những mặt hàng về sản xuất công nghiệp, những dòng hàng công nghiệp. Thì những bộ đấy là tôi nói hai ví dụ hai bộ, thế còn rất nhiều bộ ngành khác. Thì những bộ ngành ấy là phải có sự quản lý chặt chẽ. Để thứ nhất, đầu tiên ấy, là tránh việc tăng giá trong cái lĩnh vực của mình. Thứ hai là phải đảm bảo cung ứng hàng đầy đủ trong lĩnh vực của mình để tránh tăng giá đột biến. Khi mà hàng hóa cung ứng đầy đủ thì sẽ không tăng giá mạnh. Các chuyên gia cũng cho rằng để những nhiệm vụ giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động các biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền, điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát bình ổn thị trường. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,5 triệu đồng một tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ của năm 2023. Cụ thể, riêng quý 2, mức thu nhập trung bình tháng đạt 7,5 triệu đồng, giảm 137.000 đồng so với 3 tháng đầu năm, nhưng tăng 490.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là các khoản phụ trội bổ sung tiền thưởng, phúc lợi dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả vào dịp đầu năm. Thu nhập bình quân tháng tăng ở hầu hết các ngành kinh tế. Thị trường nửa đầu năm 2024 có điểm sáng khi lao động có việc làm đạt 51,4 triệu người, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, tình trạng cắt giảm lao động do kinh tế suy thoái khiến một số lượng lớn công nhân, người lao động bị mất việc làm.
nhiều công nhân mất việc buộc phải chuyển đổi ngành nghề để trang trải cuộc sống. Trong đó, nghề chạy xe ôm công nghệ đã đang thu hút không ít người lao động thất nghiệp tham gia. Và đến quý 2 năm 2024, khi mà tình hình các đơn hàng được nối lại, thì các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động bởi nhiều công nhân từng mất việc đã ổn định với công việc tự do. Bài toán thiếu lao động đang là vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp ở thời điểm này. Hai năm trở lại đây, anh Trọng cảm thấy thoải mái hơn với công việc mới. Hàng ngày, nếu bật app xe ôm công nghệ khoảng 8 tiếng chở khách và ship hàng, anh có thể bỏ túi từ 300 đến 400 ngàn đồng. Thu nhập tương đương với mức lương công nhân làm một tháng. Ở tuổi ngoài 40, không chỉ có anh Trọng mà nhiều lao động như anh, thậm chí ít tuổi hơn, cũng cảm thấy thoải mái với công việc tự do. Họ không muốn trở lại nhà máy, vốn có nhiều gò bó và áp lực. Cuộc sống trải nghiệm công ty là đã cả 10 năm, mười mấy năm hết rồi. Đã biết là cuộc sống nó như thế nào hết rồi. Giờ thì vào công ty thì áp lực công việc, rồi quản lý, rồi đồng nghiệp, mệt mỏi lắm anh. Chẳng thà chạy ở ngoài vậy, không áp lực về đầu óc, thoải mái. Mình được khoảng 300 mấy ngoài, đó mình chạy bán thời gian đó. Thí dụ sáng ở nhà mình có mua bán cà phê, cà pháo hay là mình sinh hoạt trong gia đình xong, mình đưa con cái đi học xong. Chọn cái nghề này thì có thể là mình giải quyết cái công việc, nó không cần xin phép ai và không có cần gọi là mình trong cái công việc đó mình tự mình thu xếp được. Người lao động có xu hướng thích làm tự do cũng khiến doanh nghiệp khó tuyển lao động. So với 6 tháng cuối năm 2023, nhu cầu tuyển dụng ở một số khu công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Củ Chi dành cho lao động phổ thông trong các lĩnh vực sản xuất, bán hàng, kho bãi, vận tải, vận chuyển tăng đến 20%. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh cũng thống kê từ đầu năm 2024 đến nay chỉ có khoảng 8.000 người đăng ký tìm việc trong tổng số hơn 50.000 vị trí việc làm cần tuyển. Thực trạng báo động về mất cân đối cung cầu lao động đang ngày càng tạo khoảng cách lớn. Người lao động đang từ khu vực lao động chính thức chuyển sang khu vực lao động phi chính thức ngày một tăng. Ở Linh Trung 2 mình có 3 đơn vị, đó là công ty Kim Hồng, công ty Huy Mai và công ty Edvinta. Thì như vậy thì 3 đơn vị may mặc này đang thiếu hụt lao động, do là có đơn hàng hiện tại bây giờ cũng đang ổn định. Nên là doanh nghiệp thì cũng đang đẩy mạnh cái tuyển dụng trên dưới khoảng 1.000. Còn cái người lao động hiện giờ ở khu vực phi chính thức thì hầu như không có tham gia các cái chế độ để sau này hưởng các cái chế độ của xã hội, ví dụ như là hưởng trợ cấp thất nghiệp, rồi hưởng lương hưu, rồi hưởng các cái chế độ bảo hiểm y tế. Trước cái thực trạng này thì tôi cũng suy nghĩ về cái công tác quản lý lao động, chúng ta cũng nên ở cái bước là làm sao đó để lôi kéo người lao động từ cái khu vực phi chính thức trở về với khu vực chính thức. Để hạn chế tình trạng mất cân đối cung cầu lao động ở khu vực chính thức, Trung tâm Giới thiệu Việc làm thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sau khi tư vấn 2 lần đến nơi làm việc mới có cùng ngành nghề, cùng mức lương và khoảng cách từ chỗ ở đến nơi làm việc tương đương mà người lao động mất việc vẫn từ chối sẽ bị cắt bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải nắm bắt được tâm lý, mục tiêu và cả ý nghĩa việc làm mà người lao động đang tìm kiếm để đưa ra những chính sách, chiến lược cụ thể nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Những ngày qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục triển khai nhiều đợt kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố, tập trung kiểm tra giám sát chặt các khu vực dễ phát sinh cháy nổ, trong đó có các khu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Hộ kinh doanh này nằm trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Do đặc trưng nằm trong khu buôn bán các vật dụng trang trí thờ cúng, vì vậy hộ kinh doanh này luôn ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Quá trình kiểm tra, tổ công tác cũng nhắc nhở chủ hộ cần hoàn thiện thêm một số chi tiết chưa đảm bảo an toàn. Bên kiểm tra đoàn có nhắc nhở là làm cái cửa để ngăn khói, có mấy cái có nhắc nhở mình chưa làm kịp. Còn mấy cái điều kiện kia là tuân thủ hết. Cái hệ thống ở đây báo cháy thì cũng có đặt hệ thống rồi đó. Thì ví dụ có cháy thì mình có cái nút, mình nhấn cái nút thì mình cắm vô đài cho hàng xóm biết nhau để mình hỗ trợ nhau. Dọc theo tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông này được xem là nơi tập trung buôn bán nhiều nhất trên địa bàn quận 5. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền và công an địa phương là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy.
yêu cầu các chủ hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Qua buổi kiểm tra này thì ngoài các nhắc nhở, các biên bản đã được lập thì cũng tuyên truyền thêm về các ý thức trong cái cách mà phòng cháy chữa cháy của người dân, các hàng hóa phải để thông thoáng, có cái lối ra vào, cũng như là lắp đặt các hệ thống báo cháy tại đây và kiểm tra thường xuyên các bình chữa cháy. Về cơ bản thì chính quyền địa phương cũng đã có cái thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của công an cấp trên, như là thực hiện ngay các cái giải pháp về bố trí công năng, giải pháp về thoát nạn, giải pháp về ngăn cháy và trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên thì chúng thấy rằng là đã có một số cái cơ sở là chấp hành tốt cái bốn giải pháp này. Tuy nhiên là những giải pháp này thì cần phải được thường xuyên kiểm tra để có duy trì cái biện pháp này thường xuyên. Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, rà soát về an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện gần 60.500 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, trong đó có 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, buộc ngừng hoạt động đối với các trường hợp không thực hiện đủ các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.